thì chúng mình sẽ lại tiếp tục tô màu các bức tranh nhé. Và bức tranh của ngày hôm nay sẽ là về một túi kẹo. Mọi người hãy cùng mình theo dõi đến cuối video để xem mình hoàn thiện cho bức tranh này như thế nào nhé. Trước tiên là mình sẽ tô màu hồng đậm cho những chiếc kẹo nhé. Mình sẽ tô các viên kẹo có màu giống nhau nhé. Bây giờ mình sẽ tô màu đến chiếc nơ này nhé. Chiếc nơ để cột túi kẹo lại. Cuối cùng là mình sẽ tô màu cho cái gói kẹo nhé. Mình sẽ sử dụng là màu xanh lá nhạt. Mình đã tô trong phần miệng túi kẹo, bây giờ mình sẽ tô đến phần bên dưới nhé. Và mình sẽ tô những cái phần khoảng trống giữa những chiếc kẹo nữa nha. Bức tranh đã được mình hoàn thiện xong rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục tô màu nha. Bức tranh của ngày hôm nay sẽ là một cốc kem siêu to. Và mọi người hãy cùng mình theo dõi đến cuối video để xem cách mình hoàn thiện nhé. Trước tiên thì mình sẽ tô phần chiếc cốc để đựng phần kem trước tiên nhé. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ tô màu cho chiếc muỗng nhá, dùng để xúc kim. Bây giờ thì mình sẽ tô phần kem nhé. Phần kem thì mình sẽ sử dụng là màu hồng để tương ứng với vị dâu. Phần sốt ở trên thì mình sẽ sử dụng là màu nâu để cho giống kiểu sốt sô-cô-la. Cuối cùng là mình sẽ tô trái cherry ở trên bằng màu đỏ nhé. Và như vậy là bức tranh của mình đã được tô màu xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình nha. Hãy ủng hộ mình ở các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.